gửi rồi, hôm qua qua lấy 6-7 triệu rồi còn gì nữa, bộ mấy người không 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 thấy hả, livestream xong là xử lý ký tên luôn rồi. Ơi là trời, lấy 67 triệu đi về rồi đó, ngon ơ rồi đó, cái mặt đẹp vậy mà cầm 67 triệu đi về, giờ còn nói cái gì nữa, nói cái gì mà nói. Chị xem video bả chưa, bả kêu bả có anh em họ hàng không muốn ồn ào nên hai vợ chồng. Ừ, chứ giờ anh em họ hàng vô đây được chắc, anh em họ hàng định đầu gấu đầu chồn hay gì vô đây hay quậy hay gì. Trời ơi, thời buổi thượng tôn pháp luật, vô đây cái mà quậy cái tôi kêu công an. Tự hai vợ chồng qua tôi cũng lịch sự mà thấy, mọi người thấy cả quá trình á, có ai làm gì đâu mà cũng vừa lòng hả dạ rồi. Coi lại cái nhan sắc của mình trước thời điểm qua đây đi, còn video trên TikTok của mình đó, rồi coi cái nhan sắc hiện tại ngày quay về, quay cam thường lên đó hả, hú hồn, quay cam thường lên mà đẹp muốn chết gì đó. Mà có ngày này cứ nhìn mí xuống vậy thành ra cái mí nó to, chứ còn nhìn thẳng là cái mí không có to. Tuy nhiên mí đó là tầm khoảng 3 tháng nữa là đẹp nữa. Tôi nói thiệt với mọi người á, tôi đâu có chối cái việc đó, là việc mắt là một bên nó vẫn còn sụp đâu, cái đó chỉnh lại treo nửa cung đơn giản. Còn lỗ mũi thì có thể nó không đều mà nó cũng cỡ này, mà bên to bên nhỏ thì tôi chỉnh lại tí một chứ có gì đâu. Cái này là cô ta đã thỏa thuận rồi nè, đây là đọc cho mọi người nghe. Tôi chặn luôn cái nick Zalo rồi, hôm qua bà nhắn tuổi gì đó, bà nhắn tuổi gì cái tôi nói tôi không thèm trả lời, xong rồi cái tôi chặn luôn, xong bà chặn là tôi tất cả nền tảng. Để tôi đọc lại cho mọi người nghe, văn chương của người ta nữa, hú hồn thiên địa. À đây đây, ngày qua nhắn tôi câu này, chụp cái cảnh gì tôi nói là chị đăng lên là chị nói cho đúng hết nha chị quy uy đó rồi, mày tội chị là tội gấp đôi em đó chị. À em đăng lên cái hình em nói là em ấy lên mạng nói lỗ mũi em ấy bẩm sinh đều và do bên em làm lỗ mũi không đều. Ủa à, ý, ý ý là em đăng cái đó lên là em ăn tội cái gì vậy? À, chị phải nói cho hết, em có làm cánh mũi bên chị. Ủa có cái câu nào mà em nói với mọi người là bên bên bạn ấy không có cùng cánh mũi bên em không ta? Sao bé này nó bị cái gì vậy? Ủa sự việc ngày hôm qua giờ có cái câu nào em nói là em bên em không có làm cùng cách mũi cho bạn không ta? Đó giờ xong rồi nói em quy y tội gấp đôi, hú hồn thiên địa. Ai vô đây cứ coi chứng minh, vô coi video của bả, thấy ba cái câu bả nói là mũi bẩm sinh của bả đều không, hay là tôi đặt điều tôi vô tôi coi xong rồi tôi mới biết cái câu đó chứ, hú hồn thiên địa. Mới coi khúc đó luôn hả? Gửi rồi, hôm qua qua lấy 6-7 triệu rồi còn gì nữa, bộ mấy người không 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 thấy hả, livestream xong là xử lý ký tên luôn rồi. Ơi là trời, lấy 67 triệu đi về rồi đó, ngon ơ rồi đó, cái mặt đẹp vậy mà cầm 67 triệu đi về, giờ còn nói cái gì nữa, nói cái gì mà nói cái gì, cầm 67 triệu đi về mà còn nói cái gì nữa, nói gì nữa mà nói, làm như oan ức cái trời. Qua đây quậy người ta, hai vợ chồng được cái vợ cái chồng, hỏi ông chồng chứ em hỏi anh chứ, vợ anh có đẹp hơn không, câu công tâm đi anh trả lời cho em là so với thời điểm trước khi phẫu thuật tới giờ vợ anh đẹp hơn, có vợ có đẹp hơn mô Phật. Ủa nói cái câu vợ có đẹp hơn vậy mà còn giả xè tay lấy tiền ra được, vậy mà nói đúng đúng chỗ nào, bó tay ngang ngược phải không, 30.000 người làm chứng đó, 30.000 người làm chứng rõ ràng là ảnh nói là vợ ảnh đẹp hơn đó, có phải tôi nói bậy không, mà nguyên tắc đi thẩm mỹ mà đã đẹp hơn cũ là thành công rồi ở đó. Còn cái chuyện mà tinh chỉnh cho đều tâm tác, ví dụ ban đầu người ta đẹp như thiên nga mà tôi làm cho người ta thấu xấu thành con vịt bầu á, thì nói ban đầu mình như con quạ, bây giờ mình trở thành cái con mà gọi con thiên nga, chưa tới thiên nga lắm thì ít nhất là nó đã đẹp hơn nhiều rồi, nó đẹp hơn nhiều so với cái kia là thành công rồi. Còn cái chuyện tinh chỉnh đó là chỉ là cái trách nhiệm bảo hành người ta thôi, mà người ta chăm sóc mình tận tình, ít nhất bây giờ nói về nhân quả đi, nổi cái việc đó nha, mà đi qua bên tôi đó làm đẹp đó, rồi xong rồi lấy video từ thời điểm làm xong cứ đăng video lên rồi bắt đầu lượng tương tác tăng bán hàng, thì cái đó cũng là một phần là lấy lại được rồi, chứ chứ không có nói đơn giản không là là cái nhan sắc bà cải thiện nữa. Trời ơi là trời, hú hồn, ngày hôm qua bà đăng lại cái video bà nói bà quay cam thường đó, thế giờ lấy cái video cam thường đó rồi coi lại với cái video này, cái coi lại với cái video mà bà đăng thời điểm trước 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 đó, là tôi tức quá là tôi còn 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 hôm nay nhân viên nó gửi tôi cũng lưu lại tôi ngó này. Hú hồn thiên địa, hú hồn thiên địa ơi, đây là video này thời điểm của bà trước chưa phẫu thuật nè, không biết bà có coi lại không cái lúc này nữa còn nói gì. Trời đất ơi, vừa được làm đẹp, vừa được mang tiền về, vừa được tăng follow, vừa bán hàng, ngon chưa, lần này tôi tặng cho tăng bán hàng luôn, hôm qua giờ không biết chắc bán được bao nhiêu tiếp rồi đây.